Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên xin được đảnh lễ niệm ơn Thượng Tọa trụ trì chùa Lâm Tỳ Ni, cũng gieo cái duyên lành để cho Nguyên Thông về đây được tiếp xúc, được gặp lại những gương mặt thân quen. Ở đây có ai quen không? Hả? Có ai quen không? Quen rồi mà có thân không? Hả? Chứ nhìn cái mặt thấy quen quen, không biết có thân không là cũng kẹt lắm á. Phải không? À hả? Đều là thân bằng quyến thuộc phải không? À, ta gọi là thế thế bồ đề kết thiền duyên mà. Mình còn có hạt giống bồ đề là mình còn có sự thân quen. Ngày nào đó mà mình đánh mất cái hạt giống bồ đề á, thì lúc đó chúng ta cái sự thân quen nó sẽ không có mặt. Cho nên thành ra hôm nay đây về ở tại chùa Lâm Tỳ Ni, nó có một cái nhân duyên đặc biệt là quý vị tu gieo duyên trong vòng 4 ngày. Thầy hỏi một câu thực tình luôn nha, là có ai sau khi tu gieo duyên rồi mình tu thiệt luôn? Già quá thầy ơi. Có ai tu gieo duyên xong mình tu thiệt cái làm cho nó đẹp coi hả? Hy vọng vậy thầy ơi, hy vọng có. Quý vị còn kẹt cái gì? Còn quét nhà hả? Còn rửa chén hả? Còn lo cho cháu, lo cho con hả? Việc nào mà quý vị cần phải để thầy Thông làm giúp cho? Dạ, gì đâu. Để tôi làm giúp, để thầy làm giúp cho quý vị. Mình cứ gieo duyên hoài sao được? Bây giờ mình phải mạnh mẽ lên chứ. Cho nên sau kỳ tu gieo duyên này đó, thầy ước mong rằng có một người Phật tử nào đó viết một lá thư nói: thưa thầy, con được một cái duyên lành, gặp được Phật Pháp, tu được gieo duyên rất là nhiều pháp hồi rồi, và lần này con dứt khoát. Thấy không? Nhất là mấy cái cô mà mấy anh mà trẻ trẻ đó, có cái câu người xưa ta viết là: thôi thôi buông áo em ra để em đi chờ, kẻo mà chờ trước. Nghe câu đó. Lỡ ai mà có đấm áo kéo áo đó thì mình phải đổi là: thôi thôi buông áo em ra để em đi chùa mà kéo mà trễ giờ rồi, phải không? Chứ còn mà cứ nuôi níu, cứ kéo, cứ nắm, cứ ràng, cứ buộc. Thưa với tất cả quý vị, nếu không một lần dõng mãnh với cuộc đời này thì chúng ta không bao giờ dứt khoát được. Quý vị cứ niệm lại đi, quý vị cứ ngồi nghĩ lại đi. Cách đây khoảng 2600 năm, không đâu xa hết, không ai xa hết, cái người thầy của chúng ta đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nếu không phải là bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi đó, thì làm sao mà rứt áo ra đi được? Quý vị đã đọc lại Ánh Đào Vàng chưa? Quý vị có thấy được cái cảnh mà khi Ngài vào để mà từ biệt người vợ thân yêu của mình để ra đi không? Người con thương mến của mình để ra đi không? Cái giây phút đó có lẽ là lâm ly lẫm liệt lắm. Cái giây phút đó thầy đọc, thầy cảm được rằng là không phải một lần thưa quý vị, mà ba lần đi vào, đi ra, rồi đi vào, đi ra. Và quý vị biết đến lần thứ ba đi vào, đi ra rồi đó, sức mạnh vẫn chưa đủ. Mà Ngài là ai? Ngài là một vị Bồ Tát đời cuối cùng để mà thành gì? Thành Phật. Cho nên thưa thầy, Đức Phật mà còn dạy huống gì con, cho nên thầy tha thứ cho con. Sao quý vị không nói câu này, nó vô đúng cái chỗ này là thầy Thông cứng miệng rồi. Thầy nói chung cho con rồi. Có phải không? Cho nên lúc đó thưa với quý vị, không phải chúng ta
không phải bản lĩnh của Phật, mà chính ai? Chính chư thiên, chính những long thần hộ pháp từ trên không trung vòng xuống. Sĩ Đạt Ta, ngươi hãy ra đi vì lợi ích của chư thiên và loài người. Câu nói ấy cứ vang vẳng bên tai, không biết sao kể mà nó cũng nổi da gà. Thầy cảm nhận rất rõ ràng một cái cảnh giới mà năm đó thầy đọc cái tác phẩm Ấn Độ Vàng chỉ có 15 tuổi thôi, mà đọc lén chứ không phải đọc thiệt đâu. Sách của sư phụ mình đâu có dám lấy đọc, mà chỉ qua lau chùi quét dọn phòng của sư phụ đó thì thấy cuốn sách ngài để bên đó là mình lật mình đọc, đọc vài trang rồi đứng lau như thế này. Ông La nên làm gì mà cái chỗ đó cứ lau hoài vậy? Tức là mình đọc vài trang rồi mình lau, lau vài trang mình đọc, lau lau như thế. Có những cái tác phẩm rất hay. Và thưa với tất cả quý vị, thầy đọc ngang chỗ đó trong tâm tưởng của mình, mình nghĩ rằng mình cũng có cái duyên. Cái duyên may á, đó là ấu niên xuất gia, tức là xuất gia của thời thơ bé. Trong một cái truyền thống gia đình, trong một cái căn duyên nhiều đời, và gặp được Phật Pháp. Tuổi 13, từ 12 rưỡi, 13 đó, thực sự cái ràng buộc không nhiều. Cái ràng buộc của trẻ con đó là cái ràng buộc của vui chơi, của ăn ngủ thôi. Còn bây giờ nghĩ lại, cái tuổi như tất cả quý vị ở đây, có những em cũng 8-90 rồi phải không? Xin lỗi nha, lỡ mày mà có nói cái gì nó nó không có vừa, không có ôm đúng á, thì quý vị cũng hoan hỷ cho. Bởi vì thưa với quý vị, tôi hôm qua lên đây gần 2 giờ sáng cho nên bây giờ người nó cũng đang còn lưng lưng cái hệ thống này nó cũng có problem tí xíu. Nhưng thấy tất cả quý vị trang nghiêm như thế này thì thầy Thông không thể nào mà mình có nít được, cho nên cũng phải ngồi trang nghiêm vậy đó. Cho thực sự trong lòng lúc này là luôn muốn ra cứ tung tăng cho nó vui. Và thưa với tất cả quý vị, cứ nghĩ đến ngang đó, niềm đến ngang đó, chúng ta mới thấy được rằng một ngày thôi cũng đã là quý rồi, chứ đừng có nói 4 ngày. Và quý vị làm được 1 ngày thì sẽ làm được 4 ngày, mà làm được 4 ngày thì sẽ làm được gì? 4 tháng. Làm được 4 tháng thì chắc chắn sẽ làm được 4 năm. Làm được 4 năm thì làm sẽ được gì? 400 năm, tức là 4 đời rồi. Cho nên đừng bao giờ thấy một đời, một ngày, một phút, một giây mà mình cho là ồ thôi tu ngày tu làm chi, ta tu cả đời kìa mà chưa tới đâu. Chớ thấy thiền nhỏ mà lơ, chớ thấy ác nhỏ mà tơ tưởng làm. Giọt sầu khô héo tâm gan, giọt sân nóng bỏng ngập tràn song tâm. Giọt thương khổ lùi bao lần, giọt tình biển nhớ song ngân ngút ngàn. Trời ơi, cái câu này sao nghe nó thấm. Nhớ mà một biển nhớ luôn, rồi cả một song ngân luôn, làm sao mà rút áo ra đi được thưa thầy. Trời ơi, con biết rằng tu là cội, phúc tình là dây oan, nhưng thưa thầy con bị oan lâu nay quen rồi. Cho nên là thầy đừng có lo, con chỉ lo cho thầy thôi. À, cái này đúng rồi nha. Không hiểu tại sao mà quý vị bao nhiêu chuyện ở nhà không lo, mà cứ tới trầm hâm lo cho ông thầy không. Tội, thương lắm. Ở bên chùa thầy cũng vậy, không như Phật tử lên hết trời mô Phật thầy, con lo cho thầy dữ lắm. Cho thầy hỏi cho lo chuyện chi, nó nhiều chuyện lắm mà con không biết đường nào con nói, mà cứ gặp thầy là có thể con lo cho thầy thôi à. Phải mẹ, con lo cho thầy nhận bình không mẹ? mẹ nói thiệt cho con nghe đi, mẹ có lo cho thầy nhận bình không mẹ? Hả? Mẹ trả lời đi mẹ. Mẹ có lo không? Ở đây từ đó, chà con này nè, con này nổi, mình nói thiệt đó, nói chơi đó nhé. Trong lúc đó, mình nhiều chuyện để lo lắm. Lo hoài, lo ngày, lo đêm, lo đủ thứ hết á. Rứa mà còn mở cái tâm hải hà, cái tâm đại bi đi lo thêm cho quý thầy nữa.
Cho nên thành ra cái điều này là cái điều mà cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhất là khi trên cái bước đường hoằng pháp của chư Tôn Đức Tăng Ni ấy, có một câu nói nó đùa đùa chơi chơi nhưng cũng thiệt thiệt. Hôm nay thầy làm được Phật sự đấy, thầy lo được những cái Phật sự lớn ấy. Trên thì có Tam Bảo Thương, dưới thì có Ôn Mề Bốn Đạo Thương, cho mới làm được Phật sự. Cho cái này Ôn Mề Bốn Đạo kiểu này cũng thương kiểu này thì làm sao thầy làm được, có đúng không? À, cho nên thành ra ở chúng ta trong đây gặp nhau ở một cái tình thương, mà không phải là cái tình thương của mẹ con, của anh em, của vợ chồng, của làng xóm, mà tình thương lớn đó là tình thương đại bi, tình thương của người con Phật. Nên thành ra thưa với tất cả quý vị, chúng tôi ngồi tại nơi đây, Nguyên Thông ngồi tại nơi đây, thấy quý vị phát tâm một ngày mà tu tập 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày mà tu tập như thế này, phải nói là quý hóa vô cùng. Chúng ta đang gieo vào, chúng ta đang tạo ra một cái năng lượng phước đức để mà chúng ta bỏ vào trong cái ngân quỹ gọi là tư lương của mỗi con người. Nếu như cuộc sống này chúng ta phải cần có tiền để mà chi trả, cần có tiền để mà trang trải, cần có tiền để mà lo lắng những cái cuộc sống đời thường, thì cuộc sống chúng ta, sinh mạng chúng ta cần phải có công đức. Nhớ cho thầy cái điều này, chúng ta cần phải có công đức để làm gì? Để trở thành một cái năng lượng tư lương cho mỗi chúng ta. Khi nãy trên đường đi ra, thầy có nghe cái vị thầy đứng đây nói, thầy xin lỗi là quý vị biết pháp hiệu của thầy này tên gì không? Dạ, Thích Nhuận Bi. Hả? Nhuận Bi. Thầy Nhuận Bi hả? Trời, thầy nghe thầy Nhuận Bi giỏi lắm đó, mà giờ thầy mới gặp, mới nghe tiếng thôi. À, thầy cứ nói cái giọng nửa Quảng nửa Huế nghe nó cũng hay hay á, ấm ấm ấm. Và trong cái câu trả lời cho một vị Phật tử nào đó, thầy Nhuận Bi có giới thiệu đến quý vị một câu nói mà nghe nó cũng vui vui đó. Quý vị nghĩ vào địa ngục dễ không? Hả? Dễ không? Dễ không? Dễ thầy. Thầy cũng nghĩ vậy. Nhưng thực sự vào bằng cách nào mới khó, đúng không? Thì trong đó chúng ta đã thấy rằng Đức Phật giới thiệu cho mình rất rõ là có hai con đường. Không chỉ vào địa ngục mà vào bất cứ cảnh giới nào chỉ có hai con đường. Một là nguyện lực, hai là nghiệp lực. Có hai con đường. Nếu con đường bằng nghiệp lực thì rất dễ dàng. Ngon thì cứ tạo nghiệp đi thì biết liền, địa ngục có mặt liền. Và không phải quý vị đừng có nghĩ rằng đến chết mới vào địa ngục. Đến chết đó, là lúc đó là một cõi đi về rồi. Cho nên thành ra khi nãy thầy đi ngang qua, thầy thấy thầy trụ trì làm cái mô hình tháp báo ân, cái thầy mới ghi ở dưới một câu: đây là một cõi đi về. Trước sau gì mình cũng về đó, đúng không? Cho nên thay bây giờ mình phải lo đầu tư vô đó đi. Đầu tư vô đó không hẳn là chúng ta đầu vô tư vô đó theo cái tượng ngài Địa Tạng 300 đô. Xin lỗi quý vị, cái đó là cái mà chúng ta ủng hộ thôi chứ không phải là đầu tư. Chúng ta ủng hộ để tạo nên một cái tháp đó. Và nói như vậy cũng có nghĩa rằng là chúng ta quay lưng đừng ủng hộ gì để thầy chết sống mặt thầy. Không phải vậy, mà chúng ta phải lo ủng hộ để mà xây dựng với 1000 hình ảnh Đức Địa Tạng để chúng ta tôn thờ, cũng là chúng ta trợ duyên xây dựng cái bảo tháp đó. Bảo tháp đó không phải cho chúng ta mà cho tất cả những bà con cộng đồng, những người tha phương của tất cả chúng ta. Đến một lúc nào đó ta nói là sống trong đất, chết vùi trong đất, những trái tim như ngọc sáng ngời, nó còn lại trái tim, mà trái tim đó phải hóa thành ngọc thì mới sáng ngời được. Còn trái tim đó mà trái tim đất, trái tim đó mà trái tim bằng thịt, bằng máu thì nó sẽ tiêu tan thôi.
không? Đó là chưa nói là những trái tim mà lạc nhịp, mà lỡ nhịp nữa thì càng mệt mỏi nữa. Ở đây có ai trái tim nó lỡ nhịp chưa? Nó lạc nhịp không? Hả? Sáng hôm nay mình nói thiệt với nhau một chút cho nó vui đi. Cuộc đời này nếu mà nó không lạc nhịp, không lỡ nhịp, mình đâu có ngồi đây đâu. Mình lên đài sen mình ngồi hết rồi thưa tất cả quý vị. Thấy không? Nó bao nhiêu lần lỡ nhịp, bao nhiêu lần lạc nhịp cho nên nó vẫn còn lang thang như thế này. Không phải quý vị mà ngay cả bản thân thầy đây cũng vậy. Cũng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cũng lỡ nhịp, lạc nhịp rồi bây giờ mới còn được ngồi đây, chứ còn không chắc cũng khá hơn chút rồi. Nhưng là như thế mà chúng ta thấy được rằng dù lỡ, dù lạc, dù cái gì không biết, nhưng chúng ta lúc nào cũng có một cõi để đi về. Chúng ta có nơi để chúng ta hướng đến, chúng ta có nơi để mà chúng ta tu tập, để chúng ta cố gắng tích lũy. Thì thầy thưa với tất cả quý vị, hôm nay chúng ta ngồi nơi đây, chúng ta đang từng phút từng giây để mà tu tập, để mà tạo lên cái năng lượng công đức, năng lượng phước đức trong mỗi chúng ta. Thì nói về công đức phước đức nó có rất nhiều mặt, nhưng ở đây thầy chỉ tóm được hai cái căn bản nhất, đó là hữu lậu và vô lậu. Thì để giải thích cái hữu lậu và vô lậu nó cũng rườm rà lắm, thì thầy chỉ nói cái đơn giản thôi. Những gì thuộc về vật chất thì nó thuộc là hữu lậu, những gì không thuộc vật chất nó tính là vô lậu. Thì cái gì mà có tồn tại, có biểu hiện thì tất chắn sẽ có gì? Sẽ có sự gì? Sự suy tàn. Cho nên những cái phước đức hữu lậu thì nó có mặt đó rồi nó lại sẽ suy tàn đó. Cái có mặt đó nó sẽ tiêu tan đó, giống như mình bỏ vô rồi mình xài nó hết. Nhưng cái năng lượng phước đức vô lậu thì nó sẽ tồn tại, nó sẽ có mặt và nó sẽ trường trụ với gì? Với tất cả chúng ta. Cho nên cái công đức tu tập đó là cái công đức của phước đức vô lậu. Nên cúng năm ba đồng thấy vậy mà không khó, nhưng niệm năm ba câu niệm Phật thấy vậy mà không gì, không dễ tí nào. Quý vị hôm nay có cái nhân duyên được gặp Phật pháp, được tu gieo duyên, mà ở đây thầy Nhuận Bình thầy cũng còn dễ dãi đó, chứ còn tu mấy chỗ khác là thiền lai tỳ kheo là tóc bồ rùng hết trơn luôn, ngon lành lắm. À, nhưng điều ở đây nghe nói thầy Nhân Bình thầy chỉ chú nguyện cho ba nhát gì đó phải không? Có cách ba nhát đó à, cũng phải làm đúng pháp đó hả ha. À, nhưng điều xưa thầy mái tóc của con nó còn bồng bềnh chỗ này mà thầy kêu con cắt ngang sao coi được. Ngày trước thầy có đọc cái bài thơ của ông Làm Mai, mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành đóa trồng hương, nét đẹp đi vào vĩnh cũ, màu nhiệm thay ý vô thường. Đó, ông làm lễ xuống tóc cho đệ tử đó, ông mới viết cái bài thơ đó. Bài thơ hay lắm. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành đóa trồng hương. Mình cúng dường cho Phật, xuống tóc tức là mình cúng dường cho Phật. Mà ta nói nhiều lúc cũng tội nghiệp Ngài nghe. Hương hoa quả phẩm không biết đâu cúng dường mái tóc. Mà mái tóc là gì? Hả? Mái tóc là gì? Mái tóc là phiền não, cho nên cúng dường cho Ngài cái phiền não của con đi. Nói giỡn thôi, nhưng mái tóc là vóc con người. Thấy không? Cho nên mình đem cái gì mà nó trân quý nhất của cuộc đời này để mà cúng dường cho Phật. Cho nên xuống tóc là người ta gọi là rũ bỏ phiền não. Đó là một mặt của ý nghĩa. Còn mặt ý nghĩa là chúng con xin được cúng dường cái gì đó trân quý nhất của cuộc đời này. Cho nên quý thầy vì mới thấy quý thầy mà khi thọ giới hay đốt liều trên này nè. Hả? Đốt có vị đốt 1, có vị đốt 3, có vị đốt 6 á. À hả? Rồi một số vị ảnh hưởng phim tàu cho nên thấy 6 chấm nó chắc thầy này nội công thâm hậu lắm đây. Không phải vậy. Không phải là cái đó là nội công hay là không nội công, mà cái đó là gì? Là phát tâm cúng gì? Cúng dường. Cái vị tùng trong kinh Pháp Hoa, Dược Vương đã từng đốt thân để cúng gì? Cúng dường. Bây giờ chúng ta đem thân này mà đi đốt đi á, thì lấy gì làm phương tiện để tu tập? Cho nên biểu hiện bằng cách là lấy cái cao quý nhất là ngay trên đỉnh gì? Đỉnh đầu này.
để mà dâng lên cúng dường cho Phật. Cho nên cái câu mái tóc vốn màu vỗ quý, nay dâng thành đóa trầm hương, nét đẹp đi vào vĩnh cửu. Cho nên thành ra nét đẹp nó không phai tàn. Quý vị thấy đây, bây giờ ngồi nghiệm lại năm 70 năm đi qua rồi, cái nét đẹp nó đã bị mau, nó tàn phai rồi đúng không? Ngày 20-30 ta nói gì, tóc thì đen, mặt thì sáng, mọi cái nó mạnh mẽ. Bây giờ tóc bạc, mắt thì sao? Lờ, tai thì điếc, da thì nhanh, lưng thì còn. Trời, đừng diễn tả nữa thầy ơi, xong nay nó xót xa. Thì chúng ta mới thấy được rằng, thưa với tất cả quý vị, niềm ngay đó, để chúng ta mới thấy rằng là cái nét đẹp nào để đi vào vĩnh cửu. Ngài biết một cái câu nét đẹp đó sẽ mãi mãi, khi mà chúng ta không còn nó thì nó sẽ đi vào vĩnh cửu quấn. Đem dâng lên cúng Phật thì tất cả sẽ trở nên vĩnh gì? Vĩnh cửu. Cho nên màu nhiệm thay, ý vô thường. Gió reo trên triền núi thú, từ nay thôi hết vấn vương. Hay quá hả? Quý vị có biết cái câu mà gió reo? Thầy đọc tới cái đoạn đó, thực sự mà nói thầy không tưởng tượng được. Quý vị có biết núi thú không? Núi thú là núi gì? Núi thú là núi linh thú. Quý vị giỏi quá đi. Có ai đi Ấn Độ chưa? Chưa, sắp sửa. Sắp sửa phải không? Ai sắp sửa đưa tay lên thầy coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mà sao có 10 người không? 11, 12. Tại sao vậy? Mấy vị kia sao? Hả? Đi rồi hả? Ai đi rồi đưa tay lên thầy coi. Cũng có mấy người hả? Vậy thì tại sao có những người chưa đi? Lý do nói rõ. Hả? Chưa đủ duyên thầy ơi. Chưa đủ duyên hả? Hay là chưa đủ Bill Clinton? Nếu mà chưa đủ Bill Clinton vô gặp thầy trụ trì, nói thưa thầy con muốn đi, thầy làm sao cho con đi thì thôi. Không quá thầy làm không nổi thầy ơi. Ai bắt đầu thầy bị hỏi ai nói vậy, nói ông thầy không nói vậy. Nhưng điều nhớ cho thầy, ngày mai mới được nói, bởi vì thầy về rồi quý vị mới nói. Không thầy con có nói câu đó thầy. Chứ thầy mà ở đây là thầy hết cỏ đi về luôn á. Thành ra là quý vị nhớ cho thầy nói, nhưng đợi thầy thông về mới nói. Có đồng ý không? Dạ. Cái gì nó phải có hợp đồng là không nghe. Còn nếu như mà thầy mà không đồng ý nữa, qua Đờ Môi đi với thầy. Cuối tháng 10 này thầy cũng đi nữa. Thầy đi nữa rồi. Đi nữa, cho nên thành ra nó nhỏ thôi, rồi rảnh lắm nữa. Ông cho thầy về sớm rảnh chiều đó. Cho nên thành ra không, nói như thế thôi quý vị. Phát tâm đi. Một lần về với đất Phật không phải là chuyện bình thường của cuộc đời này. Đi hành hương nó không phải những chuyến du lịch đời thường đâu. Quý vị hãy đi rồi mới cảm nhận được tất cả những gì ở tại xưa. Phải cảm nhận được hình ảnh của Đức Phật. Nên thầy có đọc một câu, mà cái câu đó nó cứ đọng mãi trong tâm thầy. Về đất Phật, con mới thấy thương kính Phật. Và con mới thấy trân quý cuộc đời và sự nghiệp, cũng giống như những lời dạy quý báu của Ngài. Chứ bây giờ mình ở đây, mình được trong cái môi trường, rồi mình được học Phật, mình được cứu Phật, nhưng thực sự cái sự trân quý nó chưa lột tả hết đâu. Mình về mình đi trên những cái con đường, đi trên những cái già lam thánh địa mà mình tưởng tượng rằng cách đây 2600 năm Đức Phật, Đức Đạo Sư của chúng ta cũng đã từng đi những bước chân đó. Bây giờ mình cũng có nhân duyên để được đặt chân đến những cái vùng đất đó, cũng được đi trên những cái gì, những cái mà gọi là, nào là nơi Đức Phật ngồi thiền, nào là nơi Đức Phật chuyển pháp luân giảng pháp, nào là nơi linh thiêng ngồi nhiều lắm, thưa tất cả quý vị. Cho nên cái câu mà gió reo trên triền núi thú, đó là núi Linh Thú Sơn, từ nay thôi hết vấn vương. À, tức là gì? Tức là cái năng lượng Phật Pháp, gió reo đấy là gì? Đó là cái âm ba của Phật gì? Phật Pháp.
đã chuyển tải hơn 2600 năm này đến với tất cả mọi người, đến với cuộc đời. Để gì? Để rũ bỏ đi tất cả những ràng buộc, để rũ bỏ đi tất cả những oan khiên, để rũ bỏ đi tất cả những oán đối. Cho nên từ nay thôi hết vấn vương. Đừng có còn trói chỗ này, buộc chỗ kia, gì oán chỗ nọ nữa. Và chúng ta sống với cuộc đời này. Cái mà chúng ta đang đối diện đó là gì? Đó là chúng ta chưa đủ duyên. Thầy đồng ý như thế. Và chính vì chưa đủ duyên cho nên thành ra là quý vị cứ tạo duyên. Mà khổ nổi chưa đủ duyên thì mình phải tạo duyên. Mà mình tạo duyên đây là duyên thuần không tạo, toàn tạo duyên nghịch không à. Thành ra cuộc đời này nó trở thành nghịch duyên. Mà nghịch duyên rồi á thì sao đây? Thì Bồ Đề không hướng đến, mà chúng ta hay hướng đến những cái chỗ gì? Những cái chỗ mà nó không phải là Bồ Đề, nó không phải là quyến thuộc. Thành ra quý vị ngồi nơi đây là quý vị đang gieo một cái thuần duyên, gieo một cái thắng duyên, mình khẳng định với nhau như thế. Và gieo được một cái năng lượng rất lớn cho cuộc đời của mình. Và năng lượng đó không phải chúng ta tu cho ai cả, mà ở đây nhớ dùng cho thầy, nhớ dùng cho Nguyên Thông, là quý vị đang tu cho chính mình. Mình đang tạo cái năng lượng lành cho chính mình. Mình đang gieo vào cái hạt đất, cái đất gọi là tâm địa của mình, những cái năng lượng giải thoát. Như khi nãy Nguyên Thông đã thưa với quý vị, tu một ngày thôi, một giờ thôi đã là khó rồi, huống gì quý vị tu được 4 ngày à, ngon ha. Mai mốt về ai hỏi cho mình nói liền cái câu đó dùng cho thầy thôi. Nói sư với quý vị tu một giờ thôi đã khó rồi, huống gì tôi tu được 4 ngày. Nói câu đó xong là nhớ dùng này nha, thủ cướp. Không mà thực như thế. Quý vị ngồi, quý vị đem đây đạo gọi là những cái Phật tử tu tập trong đạo tràng này khoảng 100 người. Với một cái vùng địa phương ở đây vài ngàn người hay là cả chục ngàn người, mà có 100 người là mình thấy luộc là mình là gạo trên sàn rồi chứ còn gì nữa. Là quý hiếm rồi chứ còn gì nữa. Tại sao chúng ta không đủ sự tự tin đó? Phải tự tin. Mình không có tự cao mà phải tự tin. Không có ngã màng, không có cống cao, nhưng mình phải thấy được rằng xác định con đường, xác định lý tưởng và xác định được cuộc sống này. 10 năm, 20 năm, 30 năm với cuộc đời bon chen hơn thua phải trái. Bây giờ xin nhìn lại đó, là các cái gọi là sợi dây nhân duyên ràng buộc là nó chằng chịt như thế này. Mình bắt đầu ngồi gỡ. Hôm nay là bắt đầu ngồi gỡ từng dây một. Phải không? Đầu tiên là gỡ cái dây gì đây? Gỡ cái dây ràng buộc của gì? Gia duyên. À, cái trời này là gia duyên. Cho nên xuất gia nó có ba cái nghĩa chính. Có nhớ không? Ai nói được cho thầy coi ba nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất là gì? Hả? Cái này là cao hơn thầy đó. Cái đầu tiên nhất là xuất gì? Thế tục gia. Chúng ta bỏ nhà vô chùa là chúng ta rời khỏi nhà thế tục rồi. Chắc chắn là thế, đúng không? À, nhưng nếu mà vô chùa mà chúng ta không bỏ chuyện nhà mà vô chùa, thì chúng ta đem cả nhà vô chùa, biến chùa thành gì? Thành nhà. Cho nên là nó lúc nó phiền não chùa cho mình não già nữa. Mà phiền não chùa nó khó gỡ hơn phiền não già nha. Tại vì sao? Tại vì phiền não già là có 3-4 người trong nhà thôi. Có ông, có bà, có con cháu 2-3 đứa thôi. Còn phiền não chùa là cả 100 người, 200 người, 500 người. Cho nên thành ra một người phiền não nó lây cho cả khoảng 100 người, 200 người phiền não. Ai mà chịu nổi trời ơi. Thành ra lời đầu tiên thầy xin khuyên nhắc là xuất gì? Thế tục gia. Ra khỏi nhà thế tục, vô tới chùa rồi. Chuyện gì của nhà cứ để gì? Để lại ở nhà. Từ từ rồi giải quyết. Ha. Nhớ câu này rõ ràng phải không? Tức là sao? Tức là chúng ta xác định với nhau là đây là cái chuyện của thế gian, cứ để đó đi, không có gì cả.
rồi mình có 1, 2, 3 ngày để mình gì, mình tu tập để mình tình hóa cái tâm hồn này, mình làm cho cái trí tuệ sáng suốt, mình làm cho cái tâm hồn nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Mình đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, đủ đồ sáng soi, khi quý vị trở về nhà đó, thầy tin tưởng quý vị sẽ xử lý những chuyện mà trước đây mình rất là rối gì, rối rắm. Bây giờ mình nhìn tới đâu nó sáng tới đó, mình không hề thấy có một cái gì khó khăn ở đây cả. Và chắc chắn rằng cái năng lượng lành này sẽ giúp cho chúng ta khi phản ứng, khi ứng xử, khi đối diện, nó sẽ có mang cái năng lượng của từ, của bi, của hỷ, của xả. Và chắc chắn nó sẽ có sự bình an, dù rằng là bình an nhỏ hay là bình an lớn, đó là tùy theo của quý vị. Nhưng thầy tin tưởng là sẽ hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta trước đây chưa có chánh niệm, chưa có ý thức, chưa có đủ cái trí tuệ để mà soi sáng. Thì hôm nay là cái cơ hội mà chúng ta đang còn năng huân. Năng huân tức là chúng ta đang gì? Đang gọi là khơi dậy, đang tu tập, đang làm nuôi dưỡng cái năng lượng lành đó, cái trí tuệ bừng sáng đó. Và chúng ta xác định với nhau được rằng cái căn bản nhất, cái tuyệt vời nhất, mà cái tâm lượng vĩ đại nhất mà Đức Phật dạy cho chúng ta, đó là từ, là bi, là hỷ, là xả, ta gọi là tứ vô lượng lượng tâm.